Hôm qua ngày 18 tháng 8, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, 20 tháng 8 năm 1994, 20 tháng 8 năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại các mốc son lịch sử về truyền thống thành lập, xây dựng và phát triển của phường Trường Thi. Cách đây 30 năm, Chính phủ ban hành Nghị định số 55 chia tách phường Nam Ngạn thành hai phường, Nam Ngạn và Trường Thi, trực thuộc thành phố Thanh Hóa. Đến ngày 20 tháng 8 năm 1994, Đảng ủy, chính quyền lâm thời và các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường Trường Thi chính thức đi vào hoạt động. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trường Thi đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ chiếm 68%, công nghiệp xây dựng chiếm 32%. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 165 triệu đồng trên một năm. Phường không còn hộ nghèo, lĩnh vực văn hóa được quan tâm, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố theo hướng trong sạch, vững mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, khối đại đoàn kết được tăng cường, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Với những thành tích và kết quả đạt được, thờ ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã trao huân chương lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trường Thi.